Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh, nếu ai có một niệm lành, hễ ngài nghe tiếng ứng danh tới liền, dù bệnh tạm liên miên khổ cực, niệm danh ngài gặp tức thôi ngài, bao nhiêu tai nạn hàng ngày chí tâm niệm tới danh ngài cũng qua vô lượng kiếp ta bà thế giới. Ai Phật, nguyện cho thế giới hòa bình, tai nạn lâu thông, lũ lụt giết kỳ người kỳ xe ma tí giảm bớt, nguyện cho chúng sanh ở trên thế giới hoa mắt sáng mắt và bệnh khác tật vật chưa trừ, ai trai trên đoàn tu hành. Nguyện cho các chùa chiền thế giới, chúng sanh trong chùa đóng công thực hiện cho trong chùa tu tập và ngoài xã hội được ăn được tay cho trong tổ từ từ. Nguyện cho mấy người bệnh dịch ở trên thế giới và mỏ cài nam và